Bán cầu não phải thì liên quan tới sự sáng tạo và cảm xúc, còn bán cầu não trái thì lại liên quan đến sự logic và phân tích hơn. Bài test sau đây sẽ giúp bạn kiểm tra xem bạn thuận não trái hay não phải. Đầu tiên thì các bạn hãy đan hai tay vào nhau và để ý xem ngón tay nào nằm ở bên trên. Nếu là ngón tay trái nằm ở trên thì các bạn đã thuận não phải, bởi vì bán cầu não phải điều khiển các chức năng vận động của bên trái và ngược lại. Hãy cùng kiểm tra và chia sẻ xem bạn thuận não trái hay não phải nhé.